Chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại kênh mình nhá. Đấy, mùa hè sắp đến rồi các bạn ạ. Các bạn xem hai cái đoàn ong này rồi. Mình để vị trí này rất là mát các bạn nhá. Đấy, xung quanh toàn là cây hết, vì vào cái mùa hè thời tiết nóng bức đó là một cái nguyên nhân gần như là chủ yếu và dẫn đến những cái đàn ong nó bốc bay vào mùa hè các bạn nhá. Đấy, ong mình đa số là để hết ở những cái vị trí râm mát này các bạn này. Đấy, ở đây cây keo rất là to, đằng trước thì có cái nhà này che các bạn nhé. Đấy. Một số những vấn đề đấy nếu mà mình nhỏ nhỏ thôi nhưng mình không quan tâm đến thì đến mùa hè là cũng cũng rất là nguy hiểm các bạn nhé. Đấy, rất là nguy hiểm cho những cái đàn ong đấy. Thứ nhất là thời tiết nóng này, xong là nguồn thức ăn kém, xong này cộng với sâu bệnh nữa. Đấy, mà một số những cái vấn đề đấy mà nó kết hợp cùng với nhau là dễ dẫn đến vấn đề ong là bốc bay. Đấy, một số những cái cây như đằng trước cửa này mình ít khi mình vặt đi lắm, chỉ ở ngay đằng trước cửa tổ thì mình làm cho nó quang quang thôi. Đấy, còn mình để cho nó râm mát các bạn nhé. Đấy, khi mà gặp thời tiết nóng quá thì mình có thể dịch các bạn nhé, mình dịch sát vào cái gốc cây kìa đấy cho nó mát để đảm bảo ong nó không bị nóng, tránh ánh sáng trực tiếp vào mùa hè các bạn nhé. Đấy, đi qua bên này kiểm tra mấy cái đàn bên này thì chia sẻ các bạn cùng xem nhé. Vẫn là mấy cái đàn ong cũ thôi, bạn nào theo dõi kênh của mình thì mình cũng chia sẻ một vài đàn nữa các bạn. Tí mình sang kia kiểm tra một cái đàn 4 cầu. Hôm rồi mình rút cầu của nó và mình nao thêm cầu mới thì mình đi kiểm tra xem nó xây thế nào các bạn nhé. Đấy, như đàn này 3 cầu các bạn này. Đấy, ong đang đi làm rất là mạnh, đang trong cái thời điểm đang trong giờ cao điểm đi làm nhé các bạn nhé. Bây giờ khoảng 10 giờ, hơn 10 giờ sáng các bạn. Ong đang đi làm rất là căng. Đấy, mật về đấy các bạn này. Đấy. Từ hôm qua nay mật đã về nhiều, hôm qua nay mình thấy ong nó đi làm mạnh hơn các bạn nhá. Mật nó đã về rồi, còn mấy hôm trước là nó ăn cắn vít hết rồi. Đây các bạn này. Đấy, nhộng rất là đẹp nhá. Mé bên này thì vẫn còn ít mật về vít nắp. Đây. Cầu này có cầu mới nha các bạn này. Đang nở rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, ong non đang nở rất nhiều này. Ôi. Vào mùa hè này quan trọng nhất là cái vấn đề tránh tránh nắng nóng nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực nào mà nắng nóng quá thì các bạn phải để ý nhé. Đấy, có một số con ong bò vẽ rồi này các bạn này. Đấy, chớm chớm con ong bò vẽ rồi nhá. Những con này là những con đầu mùa đấy, thời điểm đầu mùa mà các bạn tiêu diệt được nó đi thì nó ok. Đây này các bạn này, xem này, đây này, đấy con này nhá, con này giờ nó mới chớm có rồi các bạn. Đấy, bây giờ tổ nó còn rất là nhỏ các bạn nhá, tổ rất là nhỏ, nó chỉ có vài con ong thợ thôi, nắng lên cái là nó sẽ phát triển lên các bạn nhá. Đây, đấy nó bắt được con ong các bạn này. Mình giết nó đi à. Loại này nó không gây hại bằng cái ong đất nhưng mà nó cũng làm cho những đàn ong rất là khó chịu các bạn nhé. Đấy, nó cứ bay ở cửa tổ làm cho những đàn ong rất là khó chịu vào mùa hè này. Đấy, thế là khi mà cái thời điểm đầu mùa này các bạn mà thấy nó về ấy, thì các bạn nên tiêu diệt luôn nhé các bạn. Đây con ong rồi. Mình quay mình đập nó chết rồi các bạn. Tiêu diệt nên luôn từ lúc nó còn mới chớm này thì nó sẽ không phát triển được các bạn nhé. Đấy. Chứ để mà nó đã to lên rồi thì cũng rất là khó để phá nó các bạn. Đây, đàn 3 cầu. Rồi mình sang kia mình kiểm tra cái đàn 4 cầu mình xem nó hôm nọ mình rút đi một cầu các bạn ạ. Mình rút đi một cầu, mình chuyển sang đàn khác và mình nao thêm một cầu mới. Thì hôm đấy giờ mình chưa kiểm tra. Đấy, mùa này hoa này rất là nhiều bạn này. Đây, các bạn xem này. Xung quanh nhà mình cái hoa này mình cái vườn tạp này mình cũng không phá đi nha các bạn nhé, để nguyên cho nó ong lấy phấn lấy mật. Đây các bạn này, hoa của kim cung cấp mật quanh năm các bạn nhé, phấn mật cung cấp quanh năm luôn, riêng cái giống hoa này. Đấy, quanh năm cung cấp mật. Rồi ong này các bạn. Đấy, ong đang đi đấy này.
Đấy, để như này cho nó mát các bạn nhé. Rồi, phấn ngay trước cửa tổ luôn. Ong vẫn đi làm mầm luôn các bạn. Rồi, đàn này thế. Cứ để này cho mát nhé các bạn nhé. Khu vực này rất là nắng, mình không phát đi. Này, ong đi làm rất là mạnh, tổ này làm rất là mạnh rồi nhé. Đang trong thời gian cao điểm. Rồi, tổ này cũng làm rất là mạnh các bạn này. Tổ này ở đây 5 năm rồi các bạn nhé. 4 đến 5 năm rồi, khoảng nhớ nhớ khoảng đấy nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Không nhớ nó từ năm nào nữa các bạn. Chỗ này cực kỳ râm mát chứ. Các bạn theo dõi kênh của mình thì đàn này mình cũng chia sẻ rất nhiều cho các bạn xem rồi. Đàn này tích đàn cực tốt các bạn nhé. Đấy, mình năm trước mình chia lại bao lần rồi thế mà vẫn ok các bạn nhé. À, không biết mình có phải mình nao cầu mới ở đây không, mình nhớ mang má mình nao cầu mới và mình rút cầu đi. À không phải, mình nao mà mình đảo cầu các bạn nhé, mình đảo cầu thôi. Đấy, mình đảo cầu nhộng sang cái đàn đàn khác và mình cho cái cầu ít ít nhộng hơn vào đây các bạn nhé. Đấy, thế mình đảo cho cái một cái đàn yếu ở bên kia. Ong tuyệt đẹp luôn, đàn này đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, mùa hè mà các bạn chọn được những cái vị trí như này thì quá ok luôn các bạn nhé. Này, nhộng này, mặt này. Cầu trong rồi. Kiểm tra cái cầu trong là cầu mới thì phải. Mùa hè là cái mùa gọi như là khó khăn nhất các bạn nhé. Vượt hè là cái mùa khó khăn nhất. Mùa đông mình vượt còn được chứ là dễ, chứ mùa hè là mùa khó khăn nhất. Thứ nhất là thời tiết nó nóng bức, mà ong thì nó không thể chịu được cái trời nhiệt độ nóng quá các bạn nhé. Đấy, cầu này, cầu mới đẹp chưa này các bạn này. Ui, đang lên trùng đẹp dã man luôn. Lên trùng đẹp dã man luôn các bạn. Quá đẹp luôn nha. Phấn này. Phấn đổ tràn luôn ra đây các bạn. Lượng lượng nó đông thì nó đi làm mạnh hơn các bạn ạ. Mùa đông thì ong nó vượt thì còn nó còn có nguồn thức ăn. Đấy. Nó lạnh quá thì mình còn ủ ấm được các bạn. Còn mùa hè mà thời tiết nó nóng thì cũng chả có cách nào để giảm nhiệt cho nó được. Đấy, cùng lắm thì chỉ cung cấp cho nó tí nước thôi các bạn. Nên không giảm nhiệt. Mùa hè là cái mùa sâu bệnh phát triển này, thức ăn kém này. Ong đất, ong bò vẽ rồi thức thứ nó đến nó phá hại các bạn nhé. Nên là vượt hè rất là khó. Đấy, ong cũng rất dễ bị bệnh vì nó do thời tiết nó nóng các bạn nhé. Đấy, ong những bệnh thối trùng tuổi lớn, thối trùng tuổi nhỏ nó phát triển rất là mạnh. Thế nên là mình có phải cần cẩn thận ở trong cái mùa hè các bạn. Đây, nhộng lên các bạn này. Úi, thằng này nhộng rồi. Ok chưa các bạn ơi. Ôi, nhộng này. Nhộng kinh khủng luôn, dã man luôn. Rất là đẹp nhá, đàn này phát triển cực mạnh luôn các bạn ơi. Đấy. Vượt nên là mùa đông thì mình không như mình không lo lắm, nhưng mùa hè thì mình vẫn khó khăn hơn các bạn nhé. Nên là một số những vấn đề về mùa hè các bạn phải lưu ý trước. Khi mà ong mình nó như trên chỗ mình là đợt tới này sẽ nắng nóng rồi. Nếu mà mình không chuẩn bị sớm hoặc là những cái đàn ong mà còn ở những cái vị trí mà nắng nóng quá thì mình nên lưu ý nhé. Kể cả mà giờ nó chưa nóng mấy đâu nhưng mà vào cái mùa mật này các bạn ạ. Nếu mà ánh nắng nó soi trực tiếp vào những đàn ong ấy thì những đàn ong nó cũng sẽ phát triển kém hơn nhé các bạn nhé. Những chỗ mà mát mẻ ong nó sẽ đi làm rất là mạnh. Những chỗ là thời tiết nóng mà ánh nắng trực tiếp soi vào ấy. Thì nó ong nó sẽ, các bạn cứ để ý, nó sẽ ảnh hưởng hơn so với những cái đàn mà mình để ở những chỗ vị trí râm mát các bạn nhé. Đấy, thì sau này mình chia sẻ và sang xem cái đàn này, chia sẻ cho các bạn xem mình. Cái đàn này nó ở đây cùng mình vào khoảng thời gian khoảng độ 4 đến 5 năm rồi các bạn nhé. Gần như là cái đợt mình mới nuôi ong được một thời gian ấy, nó để cái đàn này ở đây rồi.
Bạn xem tổng thể này, cực kỳ mát luôn các bạn nhé, không có một tí ánh nắng nào luôn. Hai đàn này thì thoáng hơn nhưng mà nó ở đằng sau có cái tà ly các bạn nhé. Đấy, nó chỉ nắng một lúc vào buổi sáng thôi, buổi chiều cũng sẽ rất là mát các bạn nhé. Hai đàn này ở đây cũng khá là lâu rồi. Ok, nay đi kiểm tra mấy đàn ong, đồng thời chia sẻ một số những cái vấn đề về thời tiết mùa hè và một số cách để mình che chắn để cho ong nó phát triển tốt vào trong thời gian mùa hè và nó đỡ giảm cái tỷ lệ ong bốc bay trong mùa hè các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.